9 thói quen làm chậm quá trình trao đổi chất gây tăng cân. Chúng ta thường chú trọng vào việc đốt cháy calo thông qua việc tập thể dục và rèn luyện thể chất mà quên mất đi sự tuyệt vời của cơ thể mình, đó là khả năng tự đốt cháy calo. Trên thực tế, nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi có sự trợ giúp từ phía bạn. Khi nói đến sự trao đổi chất trong cơ thể, mỗi tế bào dù nhỏ đến đâu cũng đóng một vai trò đặc biệt nào đó cho quá trình biến thức ăn thành năng lượng. Sự trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, tương đương với lượng calo cơ thể sẽ đốt cháy nhiều hơn. Vậy nên hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 9 thói quen xấu cần phải loại bỏ nếu bạn không muốn bị tăng cân do quá trình trao đổi chất bị làm chậm. Ăn uống vô tổ chức. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng lịch ăn uống không theo giờ cố định có thể dẫn đến tăng cân, bởi cơ thể của bạn không nắm rõ được thời gian nó được nạp thức ăn. Vậy nên nó cố gắng làm quá trình trao đổi chất chậm lại để không nhanh bị đói. Giải pháp cho tình huống này là hãy tìm kiếm một chế độ ăn uống phù hợp với bạn nhất và luôn thực hiện chính xác về mặt giờ giấc cũng như kế hoạch. Thiếu ngủ. Không mấy ngạc nhiên khi những người không ngủ đủ giấc sẽ bị uể oải và thiếu năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc lượng calo cơ thể tiêu hao trong ngày giảm xuống và dần dần gây nên tăng cân. Mặc dù hơi khó để thực hiện, nhưng bạn hãy cố gắng tìm cách ngủ đủ giấc. Hãy uống một tách trà thảo dược trước khi đi ngủ để chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Không ăn đủ. Nếu bạn cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể quá nhiều, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái đói và điều này khiến cho tốc độ của quá trình trao đổi chất bị chậm lại, do cơ thể phải cố gắng giữ nhiên liệu càng nhiều càng tốt. Với những bạn có nhu cầu giảm cân, xem lượng calo bạn chuẩn bị đưa vào cơ thể là rất quan trọng, tuy nhiên đừng nên đi quá xa. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên cắt giảm khoảng 200 calo mỗi ngày để giảm cân một cách lành mạnh nhất. Ngồi quá lâu. Nếu bạn dành phần lớn thời gian của mình ngồi bên bàn làm việc, bạn nên biết rằng ngồi quá lâu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này là hoàn toàn đúng. Kèm theo đó, một số công ty cũng khuyến khích nhân viên của họ đứng lên đi lại, cử động chân tay sau mỗi 30 phút ngồi ghế văn phòng. Jet lag hay lệch múi giờ. Tất cả chúng ta đều có một chiếc đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Và nếu chiếc đồng hồ này bị chỉnh giờ thường xuyên, chúng sẽ khiến cho toàn bộ cơ thể cũng như tất cả những quá trình diễn ra trong cơ thể bị gián đoạn, đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Cơ thể không có đủ canxi. Khi nhắc đến việc cân chỉnh quá trình trao đổi chất, điều đầu tiên bạn phải đảm bảo là cơ thể bạn có đủ canxi. Nếu bạn không thích uống sữa hoặc không thích ăn thực phẩm chứa lactose thì đừng quá lo lắng, vì có rất nhiều thực phẩm giàu canxi trên thị trường. Bạn chỉ cần chắc chắn là cơ thể luôn đủ canxi để quá trình trao đổi chất không bị ảnh hưởng. Cơ thể bị mất nước. Mọi quá trình diễn ra trong cơ thể chúng ta đều phụ thuộc vào nước. Nếu cơ thể bị mất nước, không bộ phận nào có thể hoạt động tốt được. Một nghiên cứu cho thấy uống khoảng 500ml nước có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn lên đến 30%. Thiếu protein. Protein đóng một vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và duy trì trọng lượng cơ thể. So với tinh bột hay chất béo, protein có tác dụng nhiệt của thực phẩm tương đối cao. Một vài thông số đo lường cho thấy sự gia tăng của quá trình trao đổi chất xảy ra sau khi cơ thể tiêu hóa protein. Hơn nữa, protein tạo cho bạn cảm giác no, từ đó bạn sẽ ăn ít hơn, nạp ít calo hơn. Lười vận động thể chất. Rèn luyện sức khỏe có khả năng làm tăng khối lượng cơ cũng như làm tan lượng chất béo, mỡ thừa của cơ thể. Thực hiện một số động tác cơ bản thường xuyên sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trên cơ thể bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.